Nam mô Quyền Cung Cao Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Từ Tôn Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Con Thơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng quý nam nữ Phật tử, hiền sĩ huynh đệ gần xa kính mến. Hôm nay đạo tràng Miễu Bà Tây A, đường 24 Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Phật tử Nguyễn Thị Lan, pháp danh Diệu Đức, mạn phép đọc lại quyển kinh Địa Mẫu Chân Kinh cuốn 2. Diệu Đức phát nguyện đọc lại và cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh, cầu cho đất nước thế giới thái bình an lạc, cầu cho quốc thế dân an vạn dân bá tánh thái bình, cầu cho muôn dân được an cư lạc nghiệp ấm no hạnh phúc, và cầu nguyện cho củ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp về chư thiên cõi Phật. Nên hôm nay hữu duyên ba em của Diệu Đức, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Ngọc tự bé đã thành tâm phát nguyện ấn tống quyển kinh Địa Mẫu Chân Kinh cuốn 2 cùng với em Ngô Thành Long tự người nhỏ, cùng với ban nhạc Lê Di phát tâm góp phần công đức đền. Diệu Đức mong rằng quý vị Phật tử, hiền sĩ huynh đệ gần xa đón nhận bộ kinh Địa Mẫu Chân Kinh cuốn 2 này như một món quà trên bước đường tu nhân học đạo. Diệu Đức nguyện đem công đức này xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh trọn thành Phật đạo. Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Con Thơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bảo mạng con thân A Di Đà Phật.
chế đò con phải đò xa. Từ đây đôi ngã cha con đón à liền. Bài ức niên con mất tâm linh kia, thôi ngàn thu vĩnh biệt cha đành mất hết linh linh, thì coi như vĩnh biệt luôn rồi con ơi. Thương cha thương mẹ thì lo mà về, cha khổ dữ lắm nghe con. Đường đi thì ở lại, ai dạy thì mất hồn. Mẫu tặng con một chữ không, bao nhiêu chen lấn cũng bằng không. Nhắm mắt buông tay ai giữ được, rồi ra kết cuộc cũng là không. Tụng kinh tổ bàn cánh đầy đủ quyền linh, tự nhiên
mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ A Di Đà Phật niệm khen kinh. Căn vui cảnh chân thường các con thành
giấy hình khác nhau. Tha hồ tao muốn sao được vậy, cho các con ở thấy thích nghe tầng trong tâm thức em re vọng ra đồ thứ hình người trang sông hiện ra chim
sắc ta ai nhìn trăng thu to bài qua có muốn được sống ngay cư sĩ vừa đạo đời chung thủy tổ tâm lọc bỏ câu uế âm thầm làm lành tranh ác nở mầm thiên căn qua có muốn đủ tài năng thao được hay muốn làm gì phước bao ân ráng tìm mà học cách gieo nhân mẫu đà ân sùng cho chẳng đủ duyên qua có muốn được chức quyền danh vọng sống giàu sang dòng lòng ngựa xe siêng năng học tìm nghe biết rõ công thức xuân hè cũng nên từ vũ trụ cõi trên vô cực đến dưới sâu lòng đất tối đen màu ban cho đủ thứ đèn nhân huệ tinh
do lòng giả đạo đen tạo ra đủ thứ gấm xiềng trói dân này bạn ơi cắn hành nghiệp chớ bồ tát trực tiếp dắt đi hoặc giải hoa hợp hữu gì để vậy cho lòng mãi mong ta
mạnh thì nước xoay mau, quậy nhẹ thì nước lao sao nhẹ nhàng. Nhớ không khí bình an vô sự, lấy quạt mô ý tư theo tay, quạt mạnh gió lớn có ngay, quạt yếu gió thương, lòng thương tà đạo thơm hương.
được độc quay không tròn hao học đạo điên. Ban đầu còn đủ hạnh hiền, đến chừng đuối sức não phiền hết thương. Mau muốn nói vô thường nhân quả, cho các con lòng giả hành chân. Chữ thương thành chữ quán hờn, ấy là cái luật cần hoàn đổi thay. Cho chi ngắn dài chịu đựng, sự hiểu biết lý luận lập trường. Kẻ ngu mê tín hoang đường, nửa chừng dễ bị lương ớn sẵn lòng. Quan nghi kỵ pháp phòng lo sợ, rồi là mau phải
bờ dân. Màu biên qua ở gần xanh ở chốn, con nào hai mẹ cũng là người. Con ở vui cùng hát cùng cười, nào ai biết mẫu là người cầm cân. Cân trần phạt kẻ
nhân quả nắm chặt đừng khinh. Trường thi trăm điểm công bình, mẫu đây cũng phải giữ gìn vẹn nguyên. Muôn sông yên trước tiên thị xã, chớ ham ăn thịt cá chúng sinh. Lại còn nuôi dưỡng thân mình, phóng sanh cố vật thì tình mới. Con là đại từ bi, nếu con
ơi chết khá tự kêu. Tự kêu hèn nhát là đều xấu xa. Mau đi là sinh ra dạng vật, nhưng không bằng chữ Phật thành công.
hoành quá xinh. Rồi từ đó nơi linh tanh màu diêu đồng ra cây cầu đó đây, tiếng nào cũng của màu này, linh nào cũng bởi màu đây quá thành. Từ một góc nhiều cành quá trái, hạ kết thêm ngày phía thêm đông, bay vào vốn trụ bao đồng, đến đâu sau đó nỗi lòng mỗi đây. Tháng linh ấy tràn đầy vũ trụ, nhỏ lớn lên có đủ trang hình, gọi chung các loại chúng sinh là con của mẫu tánh linh cũng đồng. Máu vô tình nơi không dối đại, rồi tự nhiên động rãi điện qua lan tràn vũ trụ không gian, lớn thành quả đất muôn ngàn vô biên. Rồi từ đó lăn nghiêng lăn ngựa, tạo thành khối có lửa trăng sao, mọi nơi lớn nhỏ khác nhau, chỉ mình rằng rõ xanh máu lớn nhiều. Dài như khi
muốn chim dạng thú do người quá ra. Ấy là kẻ theo ma tà kiến, để sống đời sao xuyến lố lăng. Con nào mê ngủ ham ăn, ham vui bay nhảy nói nắng hôn. Chẳng dễ chi đâu, ấy là đó là khó tròn. Mẫu nào trần phát lòng con sao đành. Tại con mê nẻo lành chẳng mưa, lớn lên rồi thả lớp quên tu. Nào ngờ theo nẻo mê ngu, đành phải lộn kiếp quá cù quá sâu. Chịu muôn kiếp lạnh sầu ân hận, rồi ước mơ dơ dần bốm ông. Trăm ngàn muôn kiếp lòng dòng, điển linh diệt tận vào trong vô hình. Cây to xác mà linh nhờ tĩnh lặng mà bâng bớt não phiền. Điển lành sáng hiểu tự nhiên, có duyên thấy được người hiền bay theo. Sanh làm người quê nghèo cực nhọc, lớn lên rồi thiếu học thiếu duyên. Lắng nghe kinh pháp lòng hiền, điển linh thêm lớn tánh riêng sáng lành. Khi già chết được hành gái đẹp, sống giàu sang học phép quy y. Biết lo bố thí tu trì, đến già chết được lên thì đẹp trai. Đủ đức tài hơn mầu, ấy là Phật rõ thấu từ bi. Dắt diệu đệ tử tăng đi, mở ra anh đạo ba ý nói đời. Đệ tử kinh ghi lời pháp quý, chép thành kinh dạy chỉ thế. Tròn ước nguyện
tịnh thành trời sông mà đưa vào theo nước lên rồng lúc ma lúc Phật khó mong an lành. Nghe điện mẹ lập ba đàn thờ mẫu tâm mê mờ chẳng thấu gốc căn, nghe theo những bọn lăng nhăn ông lên bà xuống thân rằng họ kia mau chẳng muốn đón lìa trần phạt mẫu rất thương hết các chúng sanh. Mẫu đây phán dạy chỉ rành thì căn nào muốn trở thanh thì lâm cơ tạo quá mẫu đồng cho cả lập trường thì kẻ đỏ người lớn đi theo đường Phật sẽ nên trước sau ai cũng phải lên niết bàn. Đó là ánh đạo vàng tối thượng, ấy cũng là phần thượng tối cao. Ngoài ra trăm khổ ngàn đau thông tin nếm thử mẹ về Phật bỏ đám bụi hồng, chỉ cần quay lại cõi lòng Phật ngay cõi đó thần thông diệu kỳ. Cánh ma mới nhìn thì tươi đẹp, lót vào vòng tài phép hơn thua, tha hồ ăn uống ngon no đến thành bệnh ốm o não phiền.
Rộng lớn sang trong ngần dân mơ mang
thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
mặt mày khóc nói khổ ai liên đài đớ lên. Mong nhờ đức cả bề trên độ có yên ổn vững bền cõi tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
xuất thế lìa xa cõi tùng, sao dễ tiêu lòng dọc thánh phàm, chẳng còn ưa chuộng muốn ham, thâm tâm thanh tịnh và tam giữa kề. Tu chân đắc bồ đề Phật quả, độ chúng sinh tất cả siêu thoát.
Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Địa Mẫu Chơn Kinh cuốn 2 đến đây đã hết. Diệu Đức nguyện đem công đức này xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh, vạn dân bá tánh, hiền sĩ huynh đệ gần xa, sớm trọn thành Phật đạo. Trong khi hòa âm phối khí, Diệu Đức có điều chi sai sót, mong quý vị hiền sĩ huynh đệ gần xa niệm tình quan hỷ bỏ qua cho Diệu Đức. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ A Di Đà Phật.